Chào các bạn, trên tay mình đang là một cái máy điện thoại nó bị quên mật khẩu ngoài màn hình nè. Giờ nó khóa tiếp tài khoản Google các bạn ha. Xóa những cái dòng máy này cũng khá là đơn giản nha các bạn. Máy này nè, Vsmart Joy 3 các bạn ha. Đầu tiên thì mình trở lại cái màn hình mà lúc kết nối wifi á. Đầu tiên phải kết nối wifi trước nha. Rồi các bạn thêm mạng nè. Các bạn bấm vô thì nó hiện lên cái bàn phím. Mình chuyển qua cái bàn phím Keyboard nha các bạn. Rồi các bạn bấm vô, nó hiện cái mic mà giọng nói nè, các bạn bấm vô, bấm từ chối hết cho mình nha, đừng có bấm cho phép. Các bạn cứ bấm từ chối rồi bấm thêm một lần nữa, phía dưới nó hiện chữ cho phép, các bạn bấm vô. Rồi nó hiện cái bàn, cái ứng dụng bàn phím nè. Rồi phía trên nó có cái phần tìm kiếm nè, các bạn tìm kiếm showroom cho mình. Chủ yếu mục đích là mình vô web á các bạn, rồi mình kiếm đường mình xóa các bạn ha. Rồi các bạn mở showroom lên. Wow, ngon lành nè. Khi các bạn mở showroom lên á thì các bạn truy cập những cái trang web mà nói chung là nó hỗ trợ những cái cấu hình mà để mình cài mật khẩu màn hình hay là gì, mình xóa cái mật khẩu, xóa cái tài khoản Gmail á. Các bạn vô cái web này ha, các bạn bấm vô, rồi để mình coi thử vô phần cài đặt nè, coi từ cái con này Android máy đây. Những cái dòng này ra khá là lâu rồi các bạn ha, xóa thì nó đơn giản hơn những cái dòng mà Android mới nha. Này Android 10 à. Các bạn nhớ cho mình những cái dòng này thì các bạn quay tay á. Mình làm chia sẻ video này nói chung là quay tay nó cũng khá là đơn giản các bạn ha. Rồi các bạn vô cài đặt màn khóa thử. Nếu mà nó cài được là nó dễ dàng ha. Bấm vô. Khóa thì các bạn muốn cài hình hay là số cũng được. Ở đây mình cài hình vẽ đi cho nó đơn giản nè. Vẽ số 1 nè. Bấm net. Rồi các bạn cài xong khóa thử màn hình lại. Nếu mà nó thực thi được cái khóa màn hình các bạn mới cài là ok nha. Rồi ngon lành này các bạn. Rồi đến lúc này thì mình trở về, bấm trở về các bạn tiếp lại thôi. Các bạn kích hoạt lại ha. Rồi khi kích hoạt lại thì tới cái bước mà nó kêu nhập tài khoản Gmail hoặc là nhập cái mật khẩu các bạn mới tạo nè. Đó các bạn thấy không? Thì mình mới tạo số 1 thì các bạn kéo số 1 là nó sẽ vượt qua cái bước mà nhập tài khoản Google thôi. Khá là đơn giản ha. Rồi đến lúc này thì các bạn cứ bấm net trên màn hình là cái máy mình nó sẽ vô lại màn hình chính, rồi gắn sim nghe gọi bình thường. Khá là đơn giản các bạn ha. Các bạn xem video cảm thấy hay kết thì like đăng ký kênh chia sẻ giúp mình. Xin chào, cảm ơn các bạn.